Rồi, xin chào tất cả mọi người. Để tiếp tục sáng hôm nay mình quay tiến độ dự án tàu cao tốc Bắc Nam bắt qua sông Kỳ Lộ thuộc về địa phận tỉnh Tây An, tỉnh Phú Yên, tháng 9/2024 mọi người. Xin chào các clip mình quay tại Tây An. Thì cái dự án này thì đầu 3 tháng mình mới quay lại, xin thử tiến độ tới đâu. Và đứng từ hướng này quan sát từ xa thì dự án đã lắp dầm một số nhịp rồi mọi người, rất là nhanh luôn. Quan sát từ xe thì dự án nó hoành tráng luôn. Tạm quỳ vị trí này là khi đi qua đều thấy thì phần núi rất là cao mà diện tích thì lại ngắn, nhưng mà khoảng cách thì lại ngắn nên không thể nào thi công đường hầm, nên là triển khai thi công cầu trên cao. Để mà thi công hầm thì sẽ rất tốn kém nhiều hơn so với thi công cầu trên cao. Thì đi qua đoạn tỉnh Quyên chỉ có duy nhất là qua xã An Thiệp, Tư An là có đường hầm, một đường hầm đá dài 1.020 m. Thì đang thi công đào khoảng gần 900 m rồi. Khoảng cái tiến độ thì phải cuối năm nay sẽ thông hầm. Hầm đó tại vì kết cấu rất là yếu, một ngày đào thì chưa tới 1 m mọi người. Xe kia là quan sát thấy được là đang phần núi rất là nhiều, cái phần đó còn phải gia cố kỹ. Đoạn này là xã An Định, đây là thôn Văn Hóa Long Hòa, xã An Định, huyện Tây An. Một số phần gần của cái đã lắp dầm rồi. Đoạn này đó, đoạn phần này giữ chỗ đi về dân sinh này để lắp dầm nữa. Bên kia là thì cầm cái phần núi kia mọi người, rất đẹp luôn. Cầu này là thi công là công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Thuận An này là có thi công tại trong Tuy Hòa mình là cầu vượt tại khu đô thị Nam Tuy Hòa. Quan sát dự án nhìn những tòa nhà cao tầng rất cao luôn. Thì công mình như thế này mới đảm bảo được cao độ khi ra núi tại điều thị sẽ ổn định. Sau 3 tháng mình về lại thì dự án triển khai rất hoành tráng luôn, cực kỳ đẹp. Rồi, thì sớm cho mình quay tiến độ dự án cho tập Bắc Nam.
chính là phần cầu Kỳ Lộ thuộc xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, tháng 9/2024 mọi người. Thì sau 3 tháng mà quay lại thời dự án triển khai rất nhanh luôn, với tiến độ như thế này thì mình nghĩ chắc khoảng trước Tết sẽ hoàn thiện các phần cầu và dầm này. Đâu rồi, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình sẽ hẹn mọi người những clip sau. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Bye bye.